các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện cuối tuần của kênh YouTube Báo Nghệ An, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Còn tôi là MC Hương Thảo. Chúng ta đã trải qua một tuần thật nhiều căng thẳng và âu lo. Ngày thứ tư thực hiện cách ly toàn xã hội, dường như chưa bao giờ chúng ta có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình đến thế, phải không ạ? Trong khoảng thời gian này, các bạn nghĩ nhiều về điều gì nhất? Hương Thảo thì nghĩ nhiều về những rủi ro trong cuộc sống, những điều chẳng ai mong muốn, nhưng cũng không thể trốn tránh phải đối mặt. Cách đây mấy tháng, chắc hẳn không ai nghĩ rằng một chủng virus nhỏ bé lại có thể gây nên một cơn bão khủng khiếp, càn quét nền kinh tế thế giới đến nhường vậy. Có câu nói thế này, một hạt bụi của thời đại khi rơi xuống đầu một cá nhân riêng lẻ sẽ biến thành cả ngọn núi. Dịch bệnh bất ngờ bùng phát, tác động khôn lường đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa đến bao giờ mới hoạt động trở lại? Không ai biết. Cuối tháng còn được nhận lương hay không? Không ai dám chắc. Thu nhập hàng tháng sẽ giảm đến mức nào? Chẳng ai đoán trước được. Nhưng trong tình trạng mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát ấy, trong bối cảnh không biết trước điều gì ấy, chúng ta vẫn phải ăn cơm, vẫn phải nuôi con, vẫn phải trả tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền xăng, tỷ tỷ thứ cần phải chi tiêu, nhưng nguồn thu lại rất đỗi bấp bênh. Chúng ta phải ứng phó như thế nào? Dịch bệnh dạy cho chúng ta nhiều điều về cách ứng xử với thiên nhiên và môi trường, về những giá trị gia đình và cộng đồng, về lối sống cần kiệm để chủ động với những rủi ro. Cần kiệm không chỉ là đức tính, mà còn là lối hành xử để đảm bảo an ninh tài chính với mỗi người, mỗi gia đình. Đứng trước những biến động bất ngờ như dịch bệnh lần này, nhiều người mới nhận ra rằng tiết kiệm là nguồn lực cơ bản nhất. Một người bạn của Hương Thảo làm việc ở công ty du lịch nổi tiếng. Ở độ tuổi 28, cô ấy dường như có rất nhiều điều khiến bạn bè cùng trang lứa mơ ước. Xinh đẹp, thu nhập tốt, những chuyến du lịch đến khắp mọi nơi trên thế giới, quần áo và túi sách hàng hiệu mang về sau những đợt công tác dài ngày. Thế mà cách đây mấy hôm, trong một nhóm chat bạn bè, chính cô bạn ấy đã phải thốt lên. Nếu dịch bệnh kéo dài khoảng 2 tháng nữa, tớ sẽ phải về nhà ở với bố mẹ và bán thanh lý một số đồ thời trang. Công ty du lịch nơi cô bạn làm việc đóng cửa hoàn toàn, từ hỗ trợ tạm nghỉ việc một tháng lương cho đến khi nghỉ không lương và bây giờ là dừng hợp đồng làm việc. Suốt bao năm đi làm, thu nhập không dưới 30 triệu một tháng. Thế nhưng cô bạn của tôi dường như chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Hầu hết đều ngốn vào giải trí và mua sắm. Cô ấy nghĩ rằng mình còn trẻ, mình có khả năng kiếm tiền, tại sao lại không sống tận hưởng một chút? Sống tận hưởng là không sai, nhưng mãi tận hưởng mà không để lại cho mình chút quỹ phòng thân nào thì cũng thật đáng âu lo. Cuộc sống tồn tại rất nhiều rủi ro, nếu không phải dịch bệnh thì cũng có những nguy cơ khác nữa. Nên chỉ khi bạn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngay cả lúc đang yên ổn, cũng biết lo xa, phòng người chu đáo thì có thể vững tâm khi biến cố xảy ra. Trên mạng xã hội từng xuất hiện câu hỏi như thế này: 30 tuổi, chúng ta cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm mới cảm thấy an toàn? Mỗi người có một đáp án khác nhau, nhưng có một đáp án khiến Hương Thảo vẫn cảm thấy rất tâm đắc. Nếu trong vòng nửa năm bạn không làm việc mà cuộc sống của bạn vẫn vận hành bình thường, bao gồm trả tiền nhà, tiền trả góp mua xe, thanh toán tín dụng, vậy là bạn đã có được cảm giác an toàn ở mức độ nhất định. Cuộc sống của bạn sẽ không bị quá căng thẳng và o ép. Nhưng nếu câu trả lời là không, vậy thì tình trạng của bạn tương đối nguy hiểm. Bất kỳ một biến cố bất ngờ phát sinh nào cũng đủ để khiến bạn, thậm chí là cả gia đình bạn phải chịu sự đả kích lớn. Cuộc sống này tràn đầy những điều bất ngờ, không ai có thể chắc chắn được cuộc đời mình sẽ còn gặp biết bao lần vấp ngã. Chỉ khi trong tay bạn có đủ tài chính, bạn mới đủ bình tĩnh để đối diện. Hương Thảo có một người bạn 9X, độc thân, bố mẹ đều là nông dân.
hoàn toàn không có cái gọi là chỗ dựa như nhiều người. Cậu ấy một mình vào Nam lập nghiệp, cuộc sống rất vất vả nhưng lúc nào cũng chắt chiu tiết kiệm từng đồng. Bạn cùng phòng của cậu ấy vay mượn khắp nơi chỉ để mua được máy tính cấu hình cao để chơi game. Cậu ấy cũng rất thích, nhưng rồi vẫn nhịn được. Bạn cùng phòng đối diện đổi điện thoại mới, rủ dê cậu ấy mua trả góp. Cậu ấy rất lung lay, nhưng rồi vẫn từ bỏ. Cậu bạn của tôi nghĩ đến gia cảnh nhà mình nên trân trọng từng đồng tiền. Cái gì đáng tiêu thì tiêu, tuyệt nhiên không dám lãng phí. Ngoài nhu yếu phẩm cần dùng cho sinh hoạt, tiền cậu ấy chỉ dùng để tham gia mấy khóa học kỹ năng hoặc học thêm ngoại ngữ. Cứ thế 5 năm nam tiến, vừa có học bổng, vừa chăm chỉ đi làm thêm, cậu ấy đã tích được một khoản khá khá. Không ngờ, khoản tiền đó cuối cùng lại trở thành tiền cứu mạng. Năm ngoái, mẹ cậu ấy bị bệnh, phải nằm viện. Bệnh rất nặng, bảo hiểm y tế gia đình chỉ chi trả được một phần. Phần còn lại vẫn là con số trên trời. Hoàn cảnh ở quê ai cũng vất vả như nhau, chẳng thể vay mượn được. Sau khi cậu ấy biết tin đã lập tức trở về, kiên quyết lấy tiền tiết kiệm ra và vay mượn thêm chút ít từ những người chủ cửa hàng nơi cậu ấy làm thêm, kịp thời đưa mẹ lên bàn mổ thành công. Cậu ấy nói đây là lần đầu tiên trong đời cảm giác được mình đã làm một chuyện tuyệt vời đến thế nào. Trong bộ phim City of Rock có một câu thoại vô cùng thực tế: tiền có thể cứu mạng, còn lý tưởng thì không. Chỉ khi bạn có tiền thì bạn mới có thể tự do làm việc mình thích và ngược lại. Tiền tiết kiệm, theo một ý nghĩa nào đó, thực sự là cái phao cứu hộ được tung ra vào phút chót. Khi tài chính trong tay bạn đủ dư giả, bạn sẽ đủ mạnh mẽ để thoát khỏi những hiểm nguy cuộc đời. Đồng thời, có thể dựng lên hàng rào bảo vệ an toàn nhất cho gia đình và những người thân yêu của bạn. Hãy luôn nhớ câu nói này: khi bạn sống trong một thế giới tiền bạc, bạn bắt buộc phải học cách khống chế tiền bạc thì mới thoát khỏi cảnh trở thành nô lệ của tiền bạc. Không muốn bản thân phải chật vật vì tiền, cũng không muốn lúc nào cũng phải ngưỡng mộ người ta sống trong nhung lụa, thì trước hết, bản thân phải thay đổi, trang bị cho mình năng lực kiếm thật nhiều tiền. Hãy coi mùa dịch này như thời điểm để bạn thay đổi thói quen chi tiêu. Không có việc gì thì đừng hoang phí, có thời gian thì học tiết kiệm, vì tương lai của chính bạn.